Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, trẻ em được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình. Gia đình được xem là nơi an toàn nhất đối với trẻ em. Nhưng nghịch lý, với một số em, gia đình lại là nơi các em phải hứng chịu những nỗi đau về thể xác và tinh thần. Theo báo cáo của Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 năm 2021, trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất 72,84%, tăng 5,3% so với năm 2020. Một số vụ việc trẻ em bị bạo lực bởi cha dượng, mẹ kế và người thân trong gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần, làm bức xúc dư luận xã hội. Trước tình trạng này, nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường an toàn cho trẻ em đã được đưa ra tại phiên giải trình tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp tổ chức. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2021, Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận hơn 507.000 cuộc gọi đến, hơn 1.600 lượt thông báo qua ứng dụng và Zalo của Tổng đài. Tổng đài đã tư vấn hơn 35.000 ca, tăng 20% so với năm 2020. Tình hình xâm hại trẻ em năm 2021 mặc dù giảm 1,6%, nhưng lại có nhiều vụ diễn biến phức tạp và một số vụ là đặc biệt nghiêm trọng. Trẻ em bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất, 72,84%. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Thoa đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá sự đồng bộ của hệ thống pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em hiện nay và những kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực này. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về cái tính đầy đủ toàn diện và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em hiện nay? Pháp luật liên quan đến vấn đề trẻ em thì Việt Nam của chúng ta là tương đối đầy đủ, đồng bộ và hoàn thiện. Cũng phải thẳng thắn rằng một số cái quy định pháp luật về trẻ em, nhất là trong luật trẻ em và một số luật khác có liên quan đến trẻ em thì chưa được hướng dẫn, chưa được triển khai kịp thời. Tôi phải nói thật cái này. Thứ hai là gì? Không ít, tôi nói thẳng đấy, là không ít địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ đến vấn đề này. Khi mà tiếp nhận 111, mấy trăm ngàn, 500 ngàn cái cuộc tiếp nhận vừa rồi, thì thấy một hiện tượng thế này. Cái kết nối của 111 với địa phương thì hiện nay là kết nối 5 đối tượng. Từ chủ tịch xã cho đến đoàn thanh niên, đến hội phụ nữ. Nhưng cuối cùng tổng kết lại thì chỉ có hai người ứng xử nhanh, hai lực lượng ứng xử nhanh nhất khi tiếp nhận. Đó là gì? Một là ngành lao động thương binh xã hội. Hai là ngành công an. Tôi nói điều này. Nhưng mà thậm chí một bộ phận cán bộ chủ chốt rất ngại khi tiếp xúc chuyện này. Vì là sợ nó không đủ căn cứ, rồi sợ chuyện A, chuyện B. Thêm vào đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng xã hội còn xem nhẹ bạo lực gia đình. Nhiều người còn thờ ơ trước hành vi bạo lực trẻ em. Còn tại các nước phát triển, chẳng hạn tại Thụy Điển, chỉ nghe thấy tiếng khóc trẻ em và tiếng kêu của phụ nữ là người dân trình báo cảnh sát. Kinh nghiệm quốc tế chúng ta rất cần học hỏi. Tại phiên giải trình, đại biểu Quốc hội Dương Minh Ánh, thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực ở cơ sở để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nắm bắt thông tin trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực. Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà, tỉnh Bắc Ninh quan tâm tới việc thực thi các biện pháp can thiệp, cách ly trẻ em khỏi môi trường gia đình hoặc cha mẹ, người chăm sóc gây tổn hại cho trẻ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy, tỉnh Thái Bình đề cập đến chiều rộng và độ sâu của công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về phòng chống xâm hại trẻ em. Tham gia trả lời về một số vụ bạo lực trẻ em, Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nhận định, các vụ bạo lực trẻ em hầu hết do chính người thân, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý các em gây ra. Vụ việc diễn ra trong môi trường kín nên khó khăn trong việc phát hiện và phòng ngừa. Nhiều người dân còn quan niệm đây là việc riêng của mỗi gia đình. Vì vậy chưa có ý thức tố giác để ngăn chặn, nên nhiều vụ diễn ra trong thời gian dài mới phát hiện. Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID, nên nhiều người gặp khó khăn về kinh tế, nảy sinh mâu thuẫn gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em. Đồng quan điểm này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy nhận định,
Các vụ việc bạo lực trẻ em có xu hướng tăng nặng tính chất vi phạm. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thì các cái vụ bạo lực gia đình nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nói riêng có cái xu hướng gia tăng, bao gồm cái tình trạng là đa bạo lực, có nghĩa là bị bạo lực dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Vậy thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan có giải pháp gì để hạn chế cái tình hình này? Tôi cho rằng có một cái luật rất quan trọng thời gian tới đây, luật phòng chống bạo lực gia đình. Cần phải xác định phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em là một chủ thể thực sự, là một đối tượng mà bị tác động cùng với phụ nữ giới, cùng với phụ nữ. Trẻ em là một đối tượng bị tác động rất nặng nề hiện nay. Sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan pháp xử lý nhanh, kịp thời tất cả các vụ việc xảy ra, là phát hiện vụ việc nhanh nhất. Thứ hai là xử lý nhanh nhất. Thứ ba là xử lý nghiêm minh nhất. Thứ tư là hỗ trợ các cháu tốt nhất. Theo đánh giá của chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên giải trình đã được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các bộ ngành liên quan giải đáp thỏa đáng. Ủy ban Văn hóa Giáo dục sẽ phối hợp với các cơ quan xây dựng báo cáo kết quả của phiên giải trình, gửi tới các cơ quan hữu quan vào kỳ họp Quốc hội tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tư pháp đưa ra những giải pháp khắc phục những tổn hại, hạn chế trong thực hiện pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng bạo lực trẻ em, đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật về công tác phòng chống bạo lực trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử và không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là sự thể hiện quan điểm, trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền trẻ em.